Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin Nóng. Và chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh lo ngại khi ca COVID-19 chuyển nặng có dấu hiệu tăng trở lại. Chuyên gia nhận định chưa thể buông lơi COVID-19. Tăng cường kiểm tra mua bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. F0 cần lưu ý gì khi điều trị tại nhà và hậu COVID-19? Và sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh lo ngại khi ca COVID-19 chuyển nặng có dấu hiệu tăng trở lại. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 chuyển nặng trên địa bàn có dấu hiệu tăng nhẹ sau một thời gian giảm dần, số ca tử vong vẫn giảm sâu. Chiều ngày 7 tháng 3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay không có chỉ tiêu báo cáo với Bộ Y tế về tỷ lệ người tái nhiễm COVID-19. Chính vì vậy, liên quan độ trở nặng của người tái nhiễm COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh chưa có báo cáo ban đầu. Tuy nhiên, ngành y tế có theo dõi quan sát số liệu ca nhiễm COVID-19 chuyển nặng cũng như ca tử vong trên địa bàn trong thời gian qua. Theo đó, các ca chuyển nặng trên địa bàn có dấu hiệu hơi tăng sau một thời gian giảm dần, còn ca tử vong vẫn đang giảm sâu. Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi giám sát tốt đối với trường hợp chuyển nặng tử vong để báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời để giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp cụ thể để ứng phó tình hình ca nhiễm tăng. Đơn cử như bố trí sắp xếp các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 ở các quận, huyện, các khu chế xuất, khu công nghiệp, bệnh viện để có thể kích hoạt lại kịp thời khi cần thiết. Mở chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, xét nghiệm tầm soát để phát hiện người có nguy cơ cao là F0 và có hướng điều trị, thực hiện hạn chế nguy cơ lây lan trẻ em sang nhóm người có nguy cơ, điều chỉnh các hoạt động theo cấp độ dịch COVID-19. Liên quan đến tình trạng người dân tích trữ thuốc điều trị COVID-19, bà Mai cho hay, sắp tới đây Bộ Y tế sẽ cấp phép cho hàng loạt công ty đủ điều kiện, chính vì vậy người dân không nên lo thiếu thuốc. Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, hạn sử dụng của thuốc điều trị COVID-19 ngắn, đồng thời đây là thuốc điều trị kê toa nên đủ điều kiện mới được mua thuốc. Sau khi các công ty dược sản xuất rầm rộ thì khả năng thuốc còn giảm giá. Chuyên gia nhận định chưa thể buông lơi COVID-19. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Tháng 1 là 18,4% và tháng 2 là 24,3%. Biến chủng Omicron lây nhiễm rất nhanh, tuy nhiên do tỷ lệ bao phủ cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong trên số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Thống kê cho thấy cả nước hiện còn 1.612.493 ca đang theo dõi và điều trị, trong đó có 1.522.740 ca đang theo dõi điều trị tại nhà, chiếm 94,4%, 4.035 ca đang theo dõi điều trị tại khu cách ly và 85.718 ca đang điều trị tại 985 bệnh viện. Hiện nay, tình trạng lây nhiễm biến chủng Omicron trên toàn quốc với số ca mắc tăng rất mạnh trong cộng đồng. Nhiều F0 không có triệu chứng, không biết mình mắc bệnh. Đặc biệt, có rất nhiều gia đình, tất cả các thành viên đều mắc. Và tâm lý buông xuôi trước sau gì cũng mắc bệnh để tạo miễn dịch cộng đồng, có mắc cũng không nặng vì đã tiêm phòng rồi. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu nhấn mạnh, đó là một sai lầm bởi trong nhiều gia đình sẽ có người già, người có bệnh nền, người chưa tiêm vaccine. Thực tế, các ca chuyển nặng trong thời gian qua đều là người già chưa tiêm vaccine, người có bệnh nền. Vì vậy, người dân không được chủ quan, tuyệt đối thực hiện 5K, trong nhà có người mắc COVID-19 thì phải cách ly với các thành viên khác. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, với tốc độ bùng phát như hiện nay, thì chủng Omicron sẽ dần thay thế biến thể Delta. Theo thống kê, có tới 20 trên 33 xã phường ở Hà Nội xuất hiện biến thể Omicron, 76% số mẫu giải trình tự gen ở thành phố Hồ Chí Minh có biến chủng này. Nhưng như vậy không có nghĩa là để lây lan tràn lan không kiểm soát. Chúng ta phải cảnh giác để không bùng phát dịch quá cao, lúc ấy sẽ gây quá tải hệ thống y tế, các ca bệnh nặng sẽ nhiều và nguy cơ tử vong sẽ cao. Để hạn chế tốc độ lây nhiễm COVID-19, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng, cùng với việc thực hiện nghiêm 5K, mở cửa các hoạt động để bình thường hóa nhưng không được thả cửa, phải có các phương án an toàn cho các hoạt động.
như lễ hội an toàn, du lịch an toàn, trường học an toàn, nới lỏng nhưng không buông xuôi thả lỏng, đồng bộ cho mở cửa các hoạt động nhưng cũng phải đồng bộ dự phòng. Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế đã đề xuất F0 không triệu chứng có thể làm việc bình thường, F1 đã tiêm đủ vaccine tham gia làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Theo đề xuất, thời gian cách ly của F1 hiện nay là 5 ngày tại nhà với người đã tiêm đủ liều vaccine và 7 ngày với người chưa tiêm đủ liều, đề xuất chuyển sang theo dõi sức khỏe 10 ngày tính từ ngày phơi nhiễm thay vì cách ly. Trong thời gian theo dõi sức khỏe, F1 được yêu cầu xét nghiệm vào ngày thứ 5, nếu âm tính vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo, thực hiện 5K, không tiếp xúc với người nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh nền. Đối với các trường hợp F0 không triệu chứng đang trong thời gian cách ly 7 ngày và chưa có kết quả xét nghiệm âm tính có thể quay lại làm việc trực tuyến, tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại gia đình, cơ sở lưu trú hoặc điều trị. Nếu tham gia làm việc tại cơ sở điều trị phải thực hiện 5K và phòng hộ. Với F1 đã tiêm hoặc chưa tiêm đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến. Nếu làm việc trực tiếp, các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho F1. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng đề xuất hoàn toàn hợp lý trong điều kiện số ca mắc COVID-19 cao như hiện nay. Nếu F1 vẫn phải cách ly thì cơ quan xứ nghiệp không có người lao động để làm việc. Thay vì cấm như trước thì hiện tại chúng ta chuyển sang việc kiểm soát dịch bệnh. Khi F1 đi làm, áp dụng tối đa 5K có thể. Còn đối với F0 không có triệu chứng vẫn có thể đi làm việc trực tuyến. Việc đề xuất cho F0, F1 làm việc phù hợp với từng vị trí công việc và đặc thù lao động của từng cơ quan xí nghiệp chứ không phải F0 nào cũng đi làm. Trước quan điểm nên coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, trước sau gì thì COVID-19 cũng trở nặng thành bệnh truyền nhiễm đặc hữu như bệnh cúm, nhưng hiện tại thì chúng ta chưa thể coi bệnh đặc hữu vì chưa đánh giá được hết rủi ro. Hơn nữa biến thể COVID-19 Omicron lây lan rất nhanh, nếu chúng ta thả nổi không có kiểm soát sẽ rất nguy hiểm. Khi hiệu quả phòng lây lan dịch bệnh COVID-19 chưa cao, chủ yếu giảm triệu chứng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để coi COVID-19 là bệnh đặc hiệu, cần có các yếu tố như độ ổn định ca nhiễm, khả năng miễn dịch cộng đồng, gồm miễn dịch tự nhiên và độ bao phủ vaccine, tỷ lệ ca tử vong, khả năng đáp ứng y tế và vấn đề tác động nguy hiểm tới sức khỏe và đời sống xã hội. Ở thời điểm hiện tại, dự báo số ca mắc COVID-19 sẽ vẫn tiếp tục tăng cao, vẫn có nguy cơ cao gây quá tải hệ thống y tế. Vì thế, thời điểm này chúng ta chưa thể coi COVID-19 là một bệnh thông thường. Tăng cường kiểm tra mua bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Theo Cục Quản lý Dược, thuốc kháng virus điều trị COVID-19 nói chung và thuốc Monopiravir nói riêng là các loại thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc Monopiravir trên các nền tảng mạng xã hội như phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Hiện tượng mua bán thuốc điều trị COVID-19 không được kiểm soát nêu trên dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và hiệu quả điều trị. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thực hiện nghiêm luật dược 2016 và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị COVID-19, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương chủ động khẩn trương triển khai, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 976 về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế tham mưu cấp có thẩm quyền phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố như Ban chỉ đạo 389, Quản lý thị trường, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khác tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các địa điểm kinh doanh thuốc không được cấp phép theo quy định hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan cần kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ, kết quả kiểm tra xác minh xử lý các trường hợp vi phạm nếu có, đề nghị Sở Y tế các địa phương thông tin cho báo chí theo thẩm quyền và báo cáo về Cục Quản lý Dược. F0 cần lưu ý gì khi điều trị tại nhà và hậu COVID-19? Thưa quý vị, với số ca mắc COVID-19 tăng nhanh do biến chủng Omicron, điều trị tại nhà là một giải pháp hiệu quả. Theo bác sĩ Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đối với F0 điều trị tại nhà, vẫn phải tuân theo quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, phải đủ điều kiện cách ly tại nhà, báo với chính quyền, đặc biệt cần kết nối với nhân viên y tế phường, xã để được hướng dẫn tư vấn kịp thời. Về phía người bệnh cũng phải chuẩn bị một số thiết bị như máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2
hoặc một số loại thuốc cơ bản như hạ sốt, giảm đau, kháng sinh cơ thể. Để trong trường hợp cần thiết có thể chủ động sử dụng, thời gian qua tỉnh Thanh Hóa đã huy động một lực lượng lớn y bác sĩ hỗ trợ từ xa cho các bệnh nhân điều trị COVID-19 tại nhà. Việc phối hợp để F0 được điều trị tại nhà rất tốt. Trong quá trình theo dõi điều trị tại nhà, quan trọng nhất là phát hiện được sớm các dấu hiệu chuyển nặng, kịp thời để hướng dẫn bệnh nhân đi bệnh viện sớm nhất. Bệnh nhân ở nhà có gia đình chăm sóc, dinh dưỡng, đảm bảo và có không gian, trong khi ở bệnh viện hiện đang quá tải, khó khăn cho cả bệnh nhân COVID-19 và cả bệnh nhân không mắc COVID-19. Theo bác sĩ Lê Văn Cường, thông thường các dấu hiệu nặng của bệnh nhân COVID-19 tại nhà dựa vào lâm sàng. Ví dụ trẻ em có các dấu hiệu như bỏ bú, khó thở, ý thức lơ mơ. Người già thì có các dấu hiệu khó thở, đau ngực, đặc biệt theo dõi SpO2 dưới 96, nhịp tim trên 120, nhịp thở tăng lên. Tùy từng cá thể, nhóm tuổi mà các bác sĩ đưa ra quyết định chẩn đoán về tình trạng của bệnh nhân. Là một trong những thành viên tham gia tư vấn điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc COVID-19, theo bác sĩ Lê Văn Cường, hiện nay qua quá trình theo dõi điều trị cho nhóm bệnh nhân mắc COVID-19, chủ yếu là những bệnh nhân điều trị tại nhà, chưa gặp trường hợp diễn biến nặng lên sau khi khỏi COVID-19. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp rối loạn ngay sau khi khỏi COVID-19 như mất ngủ, mệt mỏi, hụt hơi, tim đập nhanh, có cảm giác khó thở khi gắng sức. Bác sĩ Lê Văn Cường khuyến cáo sau khi bệnh nhân khỏi COVID-19, nếu 2 đến 4 tuần sau vẫn có các triệu chứng nêu trên, các bệnh nhân nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Người bệnh cần lưu ý các vấn đề về tim mạch, hô hấp, rối loạn giấc ngủ, đau đầu, làm một số xét nghiệm X quang phổi, điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu. Triệu chứng người mắc COVID-19 hay gặp phải nhất là mệt mỏi sau khi khỏi COVID-19. Phần lớn người bệnh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Khi triệu chứng không đỡ nên đi khám để kiểm tra sức khỏe. Người bệnh không nên quá hoang mang với những triệu chứng hậu COVID-19, bác sĩ Lê Văn Cường nói. Về việc nhiều người cho rằng sau khi mắc COVID-19 nên đi kiểm tra tổng quát một lần, theo bác sĩ Lê Văn Cường, điều này là không nhất thiết. Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ cá thể hóa từng trường hợp để chỉ định các xét nghiệm điều trị hợp lý. Một trong những vấn đề khác được nhiều người quan tâm hiện nay là việc sử dụng các loại thuốc kháng virus. Theo bác sĩ Cường, cần phải có sự chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ sẽ đánh giá được nhóm nào nguy cơ cần phải sử dụng. Ví dụ như bệnh nhân trên 60 tuổi, bệnh nhân có bệnh nền, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì, bệnh phổi, đặc biệt người bệnh chưa được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Còn những người dưới 60 tuổi, người đã tiêm phòng đầy đủ, không có bệnh nền, chưa cần phải dùng thuốc kháng virus.